chú khủng long đã mất chạy. Tôi đã chạy về thực sự là chú khủng long đang chạy ngang như thạch thùng. Bây giờ làm sao mà đâu? Cũng mới phấn vào tay, cũng mới bột vào tay. Vâng, hãy cùng xem. Ôi ơi, lần đầu tiên trong đời của tôi thấy một con lửa là... Tay nó dài ra rồi. Thấy củ lông nó dài ra rồi, hãy cùng xem. Vâng, quá đáng yêu và dễ thương của quý vị. Không thể đường. Tin được. Nó không thể đường được anh ơi. Nó không thể đường đi rồi. Không thể tin được. Lâm. Vâng. Thưa quý vị, có thể chắc chắn khổ. Là các nhà làm phim của Hollywood sẽ phải lưu ý đến con khủng long này. Thưa quý vị, đây là con khủng long cuối cùng còn sống lại trên trái đất. Vâng, con khủng long sau nhiều năm nằm dưới lớp nham thạch và hóa thạch thì đã có một nơi không phải ngày như bình thường nữa. Hãy xem. Nếu khán giả chúng mình bỗng dắt trời cũng đi đâu đó khoảng 30 giây quay lại sẽ tưởng đây là một bộ phim mà chúng tôi làm kỹ xảo. Thế là quá giỏi. Thế là quá giỏi thưa quý vị. Thế là quá đáng yêu. Hãy gầm lên nào. Rồi. Let go, let go, I like you. Thưa quý vị, nó thở. Ở đây chuẩn bị thở nó không thể được. Let go. Good job. Vâng, thưa quý vị, như vậy là chú khủng long của chúng ta sắp sửa đến với đích rồi. Cố lên. Cẩn thận tránh xa. Cẩn thận tránh xa con khủng long này. Con khủng long này thực sự là quá tuyệt vời. Quý vị, thời gian kỷ lục của con khủng long là 3 phút 1 giây 32. Vâng, 3 phút 1 giây 32. Tuy nhiên, chúng tôi đặt cách cho con khủng long này bước vào vòng thứ hai. Chúc mừng. Yeah. Xin lưu ý con khủng long này phải mặc đúng bộ này thì mới được vào vòng 2. Thưa quý vị, không thể tin được con khủng long có thể qua cầu giếng. Không thể tin được con khủng long có thể vượt qua được cú chạy phi thường. Thưa quý vị, không tin được, quá hay. Tại sao một con khủng long lại có thể chụp dính được một phần trượt vòng? Hãy xem cái đầu nó nghẽo ra phía đằng sau. Vâng, như tôi đã nói, đây là con khủng long nghe. Và tay chân của con khủng long đã bắt được dính. Đây là cái Huyền Khang không thể tin được là nó có thể làm được.